Sáng ngày 27 tháng 12, 2023, nhằm 15 tháng 11 âm lịch, tại chùa Hương Lâm, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành A tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024. Chứng minh và tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Châu Thành A, cùng chư vị khách quý đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp cùng trở về tham dự. Mở đầu hội nghị, Đại đức Thích Trí Thiền, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành A, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc hội nghị. Tiếp theo, Sư cô Thích Nữ Diệu Kỉnh thay mặt Ban thư ký báo cáo tổng kết các công tác Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành A hiện có 12 cơ sở tự viện và 27 vị tăng ni. Trong đó, Ban trị sự huyện luôn quan tâm nhắc nhở các tự viện tổ chức các nghi lễ truyền thống của Phật giáo như lễ Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu, vía Quan Âm, vía Di Đà, lễ Phật thành đạo, tổ chức khóa tu một ngày an lạc, khóa tu bát quan trai cho hơn 50 Phật tử tham gia tu học hàng tuần tại các cơ sở tự viện, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội được thực hiện trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang thông qua quyết định tặng bằng công đức của Ban trị sự Phật giáo tỉnh cho 7 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự năm 2023. Ban đạo từ Thượng tọa Thích Phước Thành tán dương hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Châu Thành A đã đạt được trong năm 2023. Thượng tọa cũng sách tấn đến hàng tăng ni trong huyện luôn phát huy tính năng động sáng tạo của các ban ngành, nắm bắt kịp thời các chủ trương đường lối hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh đề ra, luôn thực hiện đúng với hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự trung ương và pháp luật nhà nước quy định,